Cô Thìn xin chào tất cả các bậc phụ huynh cùng các con yêu quý. Vậy là một tuần mới lại bắt đầu rồi đúng không nào? Không biết trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa rồi, chúng mình ở nhà các con đã làm gì nhỉ? Còn cô Thủy tập thể dục hàng ngày đấy các con ạ. Vậy chúng mình có biết tập thể dục để làm gì không nhỉ? À đúng rồi, tập thể dục để cho một cơ thể khỏe mạnh đấy các con ạ. Và hôm nay cô Thủy mang đến cho các con một vài vận động cơ bản mới, đó chính là bật liên tiếp qua 3 vòng thể dục. Để thực hiện được bài vận động này thì cô và các con cùng nhau đi khởi động trước nhé. Trước khi vào bài khởi động ngày hôm nay, cô Thủy muốn biết có bạn nào bị ốm hay bị đau tay, đau chân gì không nhỉ? Bạn nào ốm thì chúng mình tạm nghỉ nhé. Còn những bạn khỏe, chúng mình hãy cùng khởi động cùng với cô nào. Chúng mình đã sẵn sàng vào khởi động cùng với cô chưa nhỉ? Vừa rồi cô và các con cùng khởi động rồi đúng không? Chúng mình đã thấy cơ thể chúng mình đã khỏe mạnh hơn chưa nhỉ? Và để cơ thể chúng mình khỏe mạnh hơn thì bây giờ cô và chúng mình cùng vào bài tập phát triển chung nhé. Rồi cô và chúng mình đã tập bài tập phát triển chung rồi đúng không nào? Và bây giờ cô và chúng mình cùng vào bài vận động cơ bản nhé. Bài vận động cơ bản của cô ngày hôm nay đó chính là bật liên tiếp qua 3 vòng thể dục đấy. Để thực hiện được bài vận động này thì rất mong các bậc phụ huynh phối hợp cùng với cô chuẩn bị cho các con những dụng cụ như sau. Đó là những chiếc vòng như thế này. Nếu chúng mình ở nhà không có những chiếc vòng như này thì các bậc phụ huynh có thể chuẩn bị cho các con những viên phấn
để vẽ cho các con những chiếc vòng tương tự để các con tập ở nhà nhé. Và bây giờ chúng mình hãy chú ý quan sát lên đây xem cô Thủy thực hiện mẫu nhé. Vừa rồi cô Thủy đã thực hiện mẫu xong rồi đấy. Và chúng mình hãy quý chú ý quan sát thêm một lần nữa và hãy lắng nghe cô Thủy phân tích nhé. Trước tiên khi có hiệu lệnh chuẩn bị, cô Thủy đứng sau vật chuẩn như thế này. Và sau đó hai tay cô Thủy chống hông, chân hơi nhún và bắt đầu cô Thủy bật. Bật nhiệt tiếp qua tất cả các vòng để làm sao chân chúng mình không chạm vào vòng nhé. Để thực hiện được các động tác này ở nhà thì các bậc phụ huynh sẽ cho các con tập 1 đến 2 lần nhé. Vừa rồi cô Thủy thấy chúng mình tập và tập rất là giỏi rồi đúng không nào? Và bây giờ cô sẽ thưởng cho các con một trò chơi. Chúng mình có thấy thích không nào? Để chơi được trò chơi này thì bây giờ cô Thủy rất mong các bậc phụ huynh ở nhà chuẩn bị cho các con những vật dụng như sau. Đó là những quả bóng bình bông như thế này. Nếu ở nhà chúng mình không chuẩn bị được những quả bóng bình bông như thế này thì các bậc phụ huynh có thể chuẩn bị cho các con những quả bóng nhỏ để vừa tầm tay các con để các con chơi nhé. Để chơi được trò chơi này thì các con hãy lắng nghe cô hướng dẫn lại một lần nữa nhé. Tay phải cô bắt đầu cầm bóng và cô đứng tư thế chân trước chân sau. Cô đưa bóng từ trên cao ra sau và đưa đẩy bóng lên cao. Cô dùng lực của cổ tay và lòng bàn tay đẩy bóng ra xa. Vừa rồi cô Thủy thấy chúng mình chơi và học rất là giỏi rồi đúng không nào? Và bây giờ cô và các con cùng thả lỏng điều hòa nhé. Của chúng mình đã kết thúc rồi đấy. Và bây giờ cô Thủy xin chào và hẹn gặp lại chúng mình trong giờ học lần sau nhé.